Những hình ảnh như thế này sẽ sớm trở thành dĩ vãng ở bang California, Mỹ. Bởi bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 tới đây, việc sử dụng nước sạch để tưới cỏ và cây cảnh sẽ bị cấm hoàn toàn. Nguyên nhân là do nguồn cung cấp nước sạch chính cho phần lớn diện tích của bang này đang bị sụt giảm nhanh chóng. Lượng băng tuyết đã giảm từ 165% mức thông thường hồi tháng 12 xuống còn 35% mức thông thường vào tháng 4 này. Sẽ không còn tuyết để tan thành nước. Ngoài việc cấm sử dụng nước sạch để tưới, vốn chiếm từ 30 đến 70% lượng nước tiêu thụ hàng ngày, quy định mới được chính quyền bang California ban hành còn yêu cầu các đơn vị cung cấp nước cắt giảm từ 10 đến 20% sản lượng nhằm đảm bảo dự trữ đủ lượng nước sinh hoạt cần thiết qua mùa hè này. Những hành vi vi phạm có thể sẽ bị phạt từ 500 đến 10.000 đô la Mỹ. Đó là biện pháp khẩn cấp. Nó cần phải được triển khai ngay để có đủ lượng nước dùng trong gia đình, nước để uống, để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn. Đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Năm ngoái, chính quyền bang California cũng đã yêu cầu cư dân cắt giảm 15% lượng nước sinh hoạt hàng ngày. Và đầu năm nay, bang này đã áp đặt thêm quy định hạn chế sử dụng nước sạch cho việc tưới cây, rửa đường hay bổ sung cho các đài phun nước. California là một trong hàng loạt các bang ở bờ Tây nước Mỹ đã và đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng hạn hán nghiêm trọng được dự báo sẽ diễn ra trong mùa hè năm nay. Theo đó, thì khoảng 74% diện tích của khu vực này được dự báo là sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, trong đó khoảng 20% là đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, thì thành phố Las Vegas, bang Nevada đã cấm trồng cỏ để làm cảnh nhằm tiết kiệm nước. Lê Minh, phóng viên Truyền Việt Nam tại Mỹ.